Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Dương Ô Tô. Và bên em Vũ Dương Ô Tô thì chiều hôm nay là mang đến cho các bác một chiếc xe 7 chỗ đến từ thương hiệu của Nhật Bản và nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Một chiếc xe Toyota Rush nha. Và đây là một chiếc xe bản Sportivo 2018, nhập khẩu nguyên chiếc, xe cực đẹp luôn, nét luôn. Và em này thì em đang bán cái giá rất là yêu thương, chỉ có 486 triệu đồng có bớt cho các bác thì các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe này rồi, full tiền luôn các bác nhá. Còn các bác nào mà muốn trả góp thì các bác chỉ cần trả cho em tầm khoảng 240 triệu đồng là các bác đã sở hữu ngay được một chiếc Toyota Rush đời 2018 bản Sportivo. Xe mới chạy được có hơn 6 vạn một chút và dàn lốp của xe thì vẫn còn nguyên. Đấy, một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi, gầm cao, máy khỏe, xe đi cực xuống luôn. Và cái dòng này thì nó đang sử dụng là hệ thống giảm xóc bằng ống phuộc lồng nhá, nên là rất là chất luôn. Form xe trước sau thì cực kỳ đẹp, vì đây là một chiếc xe được bản Sportivo, không phải là bản thường đâu. Nên là chiếc xe này thì nhìn form của nó sẽ trông hầm hố hơn những cái dòng Toyota Rush cùng đời. Và chiếc xe này thì em đang bán cái giá rất là hợp lý rồi, 486 triệu đồng. Nên là các bác nào mà yêu thì các bác có thể là xem kỹ video. Và các bác muốn chốt thì các bác có thể là điện thoại cho em trực tiếp qua số điện thoại hotline của em Vũ Duy Ô Tô là 0869158926 các bác nhá. Em Vũ Duy Ô Tô tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, chuyên các cái dòng xe vừa ngon vừa bổ vừa rẻ cho mọi nhà, và chuyên các cái dòng xe chất. Thế nên là các bác nào mà mua thì các bác cứ yên tâm, và có bảo hành cho các bác là 1 năm đối với tất cả các cái dòng xe, kể cả xe cũ xe mới các bác nhá. Bên em Vũ Duy Ô Tô thì chuyên các cái dòng xe gầm cao 7 chỗ đấy, vừa về xong. Và con này thì em đang bán cái giá là rất là hợp lý rồi, 486 triệu đồng cho một chiếc Toyota Rush đời 2018 bản Sportivo. Giá chỉ bằng ngang một chiếc xe bản thường thôi. Còn đây là bản Sportivo TRD, thế nên là option của xe thì sẽ được hơn rất rất là nhiều so với bản thường các bác nhá. Đặc biệt là body kit phía đằng trước cũng như là body kit phía đằng sau. Mặt ca lăng của xe thì trông rất là hầm hố với 4 thanh đạp chrome trên ngang và logo của xe Toyota. Vâng, hệ thống đèn của chiếc xe thì đang sử dụng là đèn pha H nhá, pha H rất là xịn sò. Đấy, công nghệ mới, led mới. Và các bác nhìn này, thiết kế đèn cũng rất là luột là. Tuy nhiên là đèn thì nó không to như những cái dòng đèn halogen. Còn về phần gầm dưới thì vẫn thế thôi, vẫn là sử dụng đèn halogen zin. Đấy, toàn bộ cản trước của xe là theo form TRD. Và chiếc xe thì mang biển Quảng Ninh 14A34021, là biển tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh các bác nhá. Nên là các bác mua những cái dòng này thì rất là yên tâm. Đấy, có biển số rõ ràng, các bác có thể check test thoải mái xem là xe có đâm đụng ngập nước hay không. Tôn vỏ thì căng. Đấy, và gân sườn tôn cabo của xe là không có lỗi lầm, cam kết đảm bảo cho các bác luôn. Đấy, gân cabo còn nguyên và tôn cabo là vẫn còn nguyên nhá, không mất một phân ly keo chỉ nào. Em này thì được cái là kính của xe là còn zin, từ AGC Automobile này. Và em này thì tôn hai bên sườn thế này, toàn bộ tôn sườn của xe là đều nhá, sạch sẽ. Các cái khe mép này là còn nguyên. Đấy, khe mép là còn nguyên này. Còn về phần lốp thì em này là dàn lốp của nó là dàn lốp zin 2018. Chiếc xe này được sản xuất vào cuối năm 2018 nhá, nên là dàn lốp này là tuần cuối, gần như là tuần giữa mùa thu đấy ạ. Thì chiếc xe này thực tế là nó chạy mới được có hơn 4 năm thôi. Và chất xe thì tương đối là cứng, với dàn la răng phay, các bác nhìn này, la răng phay không một vết chảy xước luôn nhá. Và trước em này thì là đang sử dụng là bác chủ bác ấy cũng là một người rất là cẩn thận và tỉ mỉ, lốp 25-60, la răng 17. Đấy, lốp này chạy một vòng hơn 6 vạn và nó vẫn còn như này đây. Và các bác yên tâm là riêng cái lốp này thì các bác không phải làm cái gì đâu. Đấy, còn toàn bộ phần cua lốp của xe là vẫn còn như mới luôn này, sạch sẽ và không có mục mọt nhá. Tôn sườn đẹp luôn, căng luôn. Đấy, các bác thấy ạ. Và có xi nhan tích hợp trên tay gương, gương kính có điều chỉnh điện. Và bên em thì bán là có bảo hành cho các bác, nên là các bác yên tâm. Cửa rất chắc. Đấy, cửa chắc luôn này. Chỉ cánh này, đấy, chỉ cánh là còn zin nhá. Toàn bộ chỉ là bên em đã kiểm tra kiểm soát hết rồi. Và khi đi mua thì cũng đã qua 3 lần test rồi, nên là các bác yên tâm, không phải nghĩ ngại gì luôn. Đấy, thế còn tappy thì theo form của xe đó, là chiếc xe này là đang sử dụng màu nội thất là bên trong là màu nâu kết hợp với màu kem sáng. Thì đây, màu kem sáng đây và màu nâu đây, với nội thất ghế da đây các bác nhìn này. Ghế da của xe này căng nét luôn nhá. Đấy, ghế da zin.
căng và ghế này thì sờ rất là sướng, ngồi thoải mái, êm, mượt luôn. Đó, cái dòng này thì nói chung là ổn định rồi, ngồi sướng rồi. Và chiếc xe này thì là cũng là một chiếc xe 2018 đến bây giờ, nên là nội thất ghế da zin là sờ rất là sướng. Da này da cao cấp của dòng Toyota đó. Đấy, kính điện 4 cánh nha, kính điện của xe là 4 cánh. Đấy, hoạt động bình thường. Tất cả các chức năng kính điện là cũng đã kiểm tra rồi. Thì review xe là em sẽ review lại để cho các bác cùng xem chất thôi, chứ còn cái này thì cũng đã kiểm tra hết rồi. Đấy, không có lỗi lầm gì nhá. Sàn của chiếc xe thì đang là sử dụng một cái bộ sàn là sàn 3D, 4D, có lót sàn nỉ chống bẩn, đây, lót sàn xoắn bẩn nỉ chống bẩn này. Và sàn thì tương đối là sạch sẽ, có bàn đạp chân phanh ga thì gần như là mới tinh. Và em này thì có gắn thêm một cái bộ cảm biến áp suất lốp ở đây nhá. Đấy, có một bộ cảm biến áp suất lốp này, hệ thống chống trơn trượt khóa này. Và phần nội thất bên trong thì đúng là điểm cộng cho chiếc xe này. Đây là bản Sportivo TRD, nên là các bác nhìn này. Đấy, vô lăng tích hợp xịn sò. Đấy, túi trên mặt vô lăng thì gần như là mới, có túi khí an toàn. Và các cái phần ốp nó có mạ chrome, những cái thanh nẹp này nhìn rất là chắc chắn luôn nhá. Và đây là phần nhựa giả, phần nhựa giả đấy các bác ạ. Vâng, còn điều hòa thì là em này là điều hòa hai vùng riêng biệt. Đây là vùng trước này, còn điều hòa vùng sau nó ở ngay trên đây thôi. Đấy, điều chỉnh ở ngay cửa gió này, điều chỉnh ở ngay đây. Đấy, rất là đơn giản nhá. Còn toàn bộ trần nỉ của chiếc xe thì tông màu là form hơi màu hơi thâm tối một chút. Đấy, cái không gian bên trong chiếc Toyota Rush này cũng là một cái không gian rất là rộng. Và cái dòng này là một cái dòng xe để dành cho các bác nào mà mua về để đi gia đình đông người, mua về để có thể chạy dịch vụ cũng được. Hợp lý luôn đấy các bác ạ. Vì động cơ máy là 1.5, ăn xăng ít và cái thiết kế của xe thì cũng rất là đẹp. Đấy, tất cả các cái này nó vẫn còn rất là mới, nhìn rất là mới luôn. Đấy các bác ạ, cái cụm phím đèn này như mới luôn này. Xe chạy 6 vạn thì nó khác hoàn toàn so với chạy 60 vạn. Vâng. Và bên gạt mưa thì tất cả các chức năng cũng gạt rất là sạch và hoạt động hoàn toàn bình thường. Cần số đẹp này, cần số của xe này đẹp và rất là mới nhá. Đấy, số tự động zig zag, có nhiều cấp số chậm cho các bác để các bác có thể là đi xuống dốc leo đèo leo núi. Đấy, phanh tay xịn sò, nói chung là tất cả các chức năng của xe thì vẫn còn rất là đẹp mà mới, hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, cảm biến cái chỗ này là khóa túi khí an toàn nha các bác này, có điểm dừng đỗ này và khóa túi khí an toàn có hết. Đèn nổ start stop thông minh và khóa khiển khóa hiện đại đó. Nói chung là xe thì được cái là chất căng và bao chuẩn chỉ các bác đấy nhá. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, cửa nẻo các thứ là ok và xe là không có lỗi. Vâng, nói chung là xe thì cứng rồi. Và bên này thì là đây là tem này, 2018 sản xuất Indonesia và nhập khẩu bởi Toyota Việt Nam. Đấy, rất rõ ràng. Nguồn gốc xuất xứ đầy đủ nhá. Và xe thì là một chiếc xe của một cái hãng sản xuất rất là lớn, một chiếc xe mà của hãng gọi lớn nhất thế giới luôn, Toyota. Đấy, cái dòng xe Toyota nó cũng là một cái dòng xe chạy rất là bền bỉ luôn. Và cũng ở thị trường Việt Nam thì cũng đã rất nhiều năm tháng rồi. Innova thì cũng tưng nây ghế, nhưng mà được cái là Innova thì máy nó khỏe hơn, tốn xăng hơn. Còn cái dòng Rush này là một cái dòng xe giá hợp lý hơn và rẻ hơn. Ví dụ như em này đời 2018 mà em đang bán cái giá nó chỉ có 486 triệu đồng thôi. Đấy mà lại số tự động nhá. Nhưng mà Innova với cái đời này thì không có giá đấy đâu. Với đời này nó sẽ phải rơi vào tầm khoảng hơn 500 rưỡi, 560, hơn hẳn luôn đấy ạ. Còn như chiếc xe này thì đây cũng là một chiếc xe rất rất là cứng luôn đấy ạ. Hệ thống đèn led form mới này và cản sau đây. Đấy các bác nhìn là toàn bộ các cái phần đèn ở phía dưới sau này của xe thì gần như là mới tinh. Và cản này không hề có lỗi lầm nhá. Đấy, đấy, tất cả các cái nhựa này còn nguyên và chưa có động chạm một vết sơn nào luôn cơ. Đấy, thế nó mới hay. Và body phía đằng sau của cái bản Sportivo nhìn cũng đã mê hơn là những chiếc xe nguyên bản. Vâng, mê hơn hẳn luôn đấy ạ. Đó, cái dòng này thì nói chung là các bác mua về đi dịch vụ cũng rất là hợp lý, mà đi gia đình thì cực kỳ tuyệt vời. 7 chỗ rộng rãi, form đẹp, kiểu dáng trẻ trung. Và giá tiền thì nó chỉ có 486 triệu đồng, cũng là một cái mức giá rất là hợp lý. Còn các bác mà chưa đủ điều kiện thì các bác cứ trả trước là tầm 240, 250 thôi là các bác đã có xe được rồi. Vâng, chỉ cần vậy thôi, không cần nhiều nha các bác nhá. Còn tất cả các cái phần đinh hàn hay là các cái phần ốc của xe là chưa có động chạm luôn cơ. Vâng. Đấy, nói chung là xe
cái dòng Turut cũng là một cái dòng xe đang hot tại thị trường Việt Nam và rất nhiều người yêu, rất nhiều người thích luôn. Đấy, không gian đồ đằng sau của xe thì cũng rất là rộng nha các bác nhá. Để đồ thoải mái, chứa vali hành lý cũng rất là ok. Và gia đình thì mình chỉ gặp cái này xuống là mình có một chiếc xe không gian cực kỳ rộng rồi. Đấy, hợp lý, hợp túi tiền. Mà em này thì đang bán cái mức giá là chỉ có 486 triệu đồng. Đây. Còn dàn lốp thì là dàn lốp của xe là zin 2018 mà chạy 6 vạn nên là lốp sẽ hơi mòn một chút. Nhưng cái này không ảnh hưởng gì đến chất lượng các bác nhá. Đấy, nó còn nguyên luôn. Đấy, cua lốp, lòng lốp còn nguyên. À, gầm thế này các bác này. Đấy, gầm còn rất là đẹp luôn. Sạch sẽ, đấy, không hề lỗi lầm. Và đây là một chiếc xe dẫn động cầu sau. Có nhíp giảm sóc, lò xo, ống lồng thủy lực, không phải là dạng nhíp nhá. Nên là cái này đi thì nó rất là êm và không có bị hiện tượng cục cằn như là những cái dòng xe mà chạy nhíp. Đấy, một dòng xe ổn định. Và xe thì tapi của xe vẫn còn như mới luôn các bác ạ. À, 2018. Nội thất mới, sạch sẽ, gầm như sáng mới luôn này. Các bác nhìn gầm này. Đấy, gầm nó còn đẹp như này mà. Đấy, gầm còn nét lẹt như này. Và không hề có lỗi lầm. Gầm bẽ sạch, khô ráo, không han mục nhá. Đấy, bên em Fuji Auto thì chuyên các cái dòng xe vô cùng hợp lý. Đấy, thế này các bác nào mà quan tâm đến những cái mẫu xe giá rẻ đấy, thì các bác cứ đăng ký kênh, theo dõi cập nhật thường xuyên những cái video mới nhất về cửa hàng và những cái chiếc xe mới về bên em Fuji Auto. Đấy, 2018, một chiếc Tutarut bản Sportivo TRD. Đấy, rất đẹp, form ngon, lành và chạy rất sướng nha. Đây em sẽ đang nổ máy rồi. Mà máy con này thì thực sự là rất là êm luôn. Động cơ máy mới, form mới, máy rất là êm và không hề lỗi lầm. Thế nên là đâm ra là từ nãy giờ nổ máy và như kiểu không nổ đấy ạ. Vâng. À, động cơ đua VTVI. Đây em sẽ chống cái cabo lên. Sau đó thì ta sẽ cùng xem về chiếc xe này. Động cơ đua VTVI nhá. Máy của chiếc xe máy zin. Và keo vách máy, mặt máy còn nguyên, chưa có động chạm. Đây các bác nhìn này, máy còn nguyên luôn, không có động chạm nhá. Và máy số là zin. Cái này thì cứ đảm bảo cái dòng Toyota thì nói thật các bác là cái phần nắp vặn này này nó rất là chặt. Và nó rất là chặt luôn. Đây là các bác cũng thông cảm nếu con nào mà không kịp mở được máy. Thường thường thì em sẽ mở máy. Đây, không có dầu mỡ bắn nhá. Đây các bác nhìn này. Nhưng mà nó ra là gần nắp dàn cò, nên là cái phần này nó sẽ có hơi một chút dầu ra thôi, chứ không có hơi thừa hơi khói cả. Cái dòng Toyota này thì nói các bác là những cái nắp này nó vặn rất là chặt. Đấy, không chỉ riêng một con này đâu mà con nào cũng thế. Thế nên là các bác cũng thực sự thông cảm nhá. Nếu mà không vặn ra được, các bác thấy ốc là zin. Đấy, toàn bộ máy là zin và bảo hành bảo đảm cho các bác luôn. Nếu mà con này không zin cho luôn xe. Đấy, có Acqui GS Đồng Nai vẫn còn nguyên. Đấy, và máy thì rất là gọn nhẹ và rất là bền bỉ khỏe. Đây là máy dọc nhá. Động cơ 4 máy, máy dọc cầu sau. Đấy, hoạt động hoàn toàn mượt mà và thế hệ động cơ máy mới. Còn các cái phần đầu sườn hai bên này của xe thì đấy các bác nhìn này, nó vẫn còn nguyên như mới luôn, gần như là không có một vết va chạm đâm đụng nào luôn. Đấy, cứng nét luôn này, như mới, tai đèn còn như mới luôn này. Chỉ có 486 triệu đồng mà chúng ta đã có một chiếc xe đời 2018 vẫn còn rất nét luôn. Xe đảm bảo là cam kết là không có đâm đụng. Đấy, không đâm đụng, không ngập nước. Đấy, không phạt nguội. Đấy, pháp lý giấy tờ hồ sơ đầy đủ và chuẩn chỉ luôn đấy các bác nhá. Đấy, logo vẫn còn nguyên này. Đấy, và các cái ốc cabo, tai ốc cabo của xe là còn nguyên luôn. Cả cái tấm nỉ chống nhiệt cũng như là chống ồn này của xe là còn nguyên. Đấy, toàn bộ tất cả các cái phần vách trên, mặt trên của xe là còn ok rồi. Và xe này đảm bảo là không có đâm đụng, không ngập nước, không lỗi lầm nhá. Đấy, các bác nào mà thích thì mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp luôn. Còn nếu bên em các bác tin tưởng thì bên em sẽ vận chuyển xe đến tận nhà, giao xe trên toàn quốc luôn. Những cái dòng này thì bên em tự tin bán luôn rồi, các bác yên tâm nhá. Và gầm thì không cần phải nghĩ ngợi luôn, gầm rất đẹp luôn. Đấy, sáng láng, sạch sẽ, ngon lành phở. Đấy, và với cái tầm tiền phân khúc như thế này thì thực sự cũng rất nhiều cái dòng xe để các bác có thể lựa chọn. Ví dụ như là Xpander, ví dụ như là Suzuki XL7 hoặc là Swift. Nhưng mà những cái dòng như thế thì nói là các bác là độ bền thì như cái dòng này cũng là một sự lựa chọn hợp lý. Đấy, động cơ máy của chiếc xe là động cơ Eco máy 1.5.
Đấy, máy rất là bền bỉ luôn, vận hành tốt, chạy sướng luôn nhá. Đấy các bác nhìn này, vận hành cực kỳ ok. Đấy, chạy rất là ổn định luôn. Và giá cả thì hợp lý. Ví dụ như em này thì em đang bán cái mức giá là chỉ có 486 triệu đồng thôi, vô cùng hợp lý với mọi nhà. Đấy, và chạy thì xe thì rất là ổn định này. Nó không hề có hiện tượng lạng lái, rung lắc, rung bật nhá. Đấy, chất lượng xe thì quá ok. Và giá tiền thì như em này là em đang bán cái giá nó chỉ có 486 triệu đồng thôi. Vâng, rất vui khi được các bác có những chiếc xe vô cùng hợp lý tại em Bugi Auto. Còn đây là một chiếc xe 7 chỗ nên là không gian phía đằng sau thì rất là rộng và thoải mái, tiện lợi chứ không bị chật bí nhá. Đấy, bản 6 túi khí xịn sò, ngon lành cành đào. Và xe thì gần như là zin tuyệt đối rồi. Cảm ơn các bác nhá. Và rất vui khi được các bác có những chiếc xe tuyệt vời tại em Bugi Auto. Xin trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại.